Quý khán giả thân mến, theo kế hoạch, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh sẽ xây dựng đạt chuẩn và được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Với tinh thần trên, thời gian qua, địa phương đã không ngừng quan tâm xây dựng cũng như nâng chất các tiêu chí để được công nhận theo kế hoạch đề ra. Tuyến lộ có chiều ngang 4 mét này thuộc địa bàn ấp Long Thạnh được đầu tư năm 2022. Hiện chính quyền xã Thạnh Mỹ đang chuẩn bị thực hiện nâng cấp mở rộng 600 mét còn lại, đồng thời xây mới cây cầu trên tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc đi lại, kết nối giao thương, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Lúc trước thì lộ có 2 mét rồi, xe đi chở đồ gãy gì đó, đi qua lại nó cũng khó khăn. Bây giờ mà mình nâng cấp lên 4 mét, xe chạy thông thương thoải mái hơn lúc trước. Xe 4 bánh nó chạy được thông thương thì bà con mình cũng vui phấn khởi. Là xã thuần nông, thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ đã tận dụng và phát huy khá hiệu quả những tiềm năng lợi thế để nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất. Điển hình như đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, từ đó vừa gia tăng giá trị kinh tế, vừa mở ra những cơ hội mới cho nhà nông trong quá trình hội nhập và phát triển. Mình làm lúa không êm, nó không có cái thu nhập cao, rồi mình mới làm lại quýt sao không tầm lớn á. Một năm thì chắc có thể từ 100 trở lên, mình cái thu nhập á. Cái này thì đầu ra thì thoải mái rồi. Ốc thịt giờ cung cấp cũng đâu có đủ cung cấp thị trường đâu. Từ tháng Tết cho tới tháng 2, tháng 3 trứng đi bắt á, là 1 triệu rưỡi 1 ký. Tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là những cái mô hình có hiệu quả, để trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục để nhân rộng thêm những cái mô hình có hiệu quả để giúp người dân để có thêm cái điều kiện để phát triển thêm cái kinh tế của địa phương. Xã Thạnh Mỹ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Từ đó đến nay, địa phương không ngừng đầu tư nâng chất các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Và tính đến thời điểm hiện tại, đã cơ bản đạt 19 tiêu chí theo quy định. Hiện Thạnh Mỹ đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan trình huyện và thành phố thẩm định, đồng thời theo dõi chặt chẽ từng tiêu chí, nhất là tiêu chí về an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, để sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.